đây là cái kết quả mà làm bông mít mùa nghịch nha bà con nha sau một cái thời gian cũng trầy da tróc dễ làm mít mùa nghịch và những cái cơn mưa rồi xiết nước này nọ thì bà con chúng ta thấy kết quả ngày hôm nay là như thế này chúng ta bước vào cái giai đoạn là chúng ta bắt đầu khoảng lý sơ đen và con cũng biết rằng là sơ đen á là nó thường xảy ra ở những cái thời điểm mà đang số nhị, trời nó gặp mưa rất là nhiều, trời âm u, thời tiết nó ẩm độ cao là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây sơ đen nó phát triển. Thì chính con vi khuẩn này nó sẽ xâm nhập vào trong cái nõn của cái trái mít của chúng ta những cái sợi nõn sợi tơ này và cái thứ hai nữa là nó xâm nhập vào những cái đường chính giữa của cái kẻ của cái gai mít thì cái vi khuẩn nó xâm nhập vào ở bên trong làm cho cái trái mít của chúng ta bị à, sợi đen này nói là cái nguyên nhân mà sự xâm nhập và có thể là côn trùng nữa nha bà con à, cái bà con chúng ta là giai đoạn mà trước khi nó sổ nhị ra nó mở cửa gà như thế này chúng ta có thể phun sâu rầy và côn trùng à, để côn trùng nó không có là mở cái cửa cho cái à, nấm khuẩn nó xâm nhập vào trong giai đoạn này chúng ta cũng cân bằng dinh dưỡng như chúng ta tưới cái bộ xô mà nuôi trái cái xô nuôi trái mít cái sơ đen này cái cái mít của chúng ta mà nó không cân bằng dinh dưỡng ấy, thì nó cũng rất dễ gây ra cái tình trạng là sơ đen thì cái xô nuôi trái mít thì mình hãy review cho bà con chúng ta xem là cái xô này nè bà con đây cái xô nuôi trái mít này một cái xô như vậy chúng ta pha cho 8.000 đến 10.000 lít nước chúng ta tưới gốc rồi Bây giờ bây giờ chúng ta bước qua cái bộ mà bộ 3 đây. Cái bộ 3 là siêu amino sinh học rồi siêu canxi bo, à, siêu áo giáp flut thì cái bộ 3 này để làm gì? Vừa dưỡng bông, vừa dưỡng bông vừa vừa nuôi bông vừa phòng ngừa sơ đen. Thì bà con chúng ta chính khi mà bà con chúng ta nếu như trời mưa thì bà con chúng ta sẽ bỏ amino sinh học ra còn trời á, mưa á, thì bà con sẽ phun là canxi bo nói chung là cái bộ ba này siêu amino sinh học siêu canxi bo cộng với siêu giáp phlut thì chúng ta pha ba cái chai này chúng ta pha cho 400 đến nước chúng ta phun trực tiếp vào trong trái chúng ta phun trực tiếp vào trái nha bà con nha chúng ta phun trực tiếp vào trái chúng ta phun trực tiếp vào trái phun trực tiếp vào trái nếu như trời mưa chúng ta bỏ amino sinh học ra chúng ta chỉ phun canxi bo siêu canxi bo và siêu giáp. À, chúng ta chỉ phun cặp này, chúng ta pha cho 400 lít nước. Nếu trời mưa chúng ta phun thì chúng ta sẽ phun cái cặp này. Thứ nhất á là cái siêu giáp này nó tăng cái hàm lượng kẽm cộng với vi lượng và cái phụ gia đặc biệt để nó tiêu diệt cái con vi khuẩn à, gây ra sẹo đen. Cái thứ hai nữa là canxi bo này á thì nó cung cấp cái canxi à, và cái bo cái canxi là cứng cáp cái thành tế bào. Nó cứng cáp những cái à, những cái thành tế bào những cái à kẻ của cái gai cái trái này nó bị bò xích nó mũi nó chết nên mình bẻ luôn thì chính cái kẻ của cái gai này nè nó sẽ cứng cáp và cái vi khuẩn nó sẽ không xâm nhập nha bà con à, nó không xâm nhập nó cứng nó không có xâm nhập vào bên trong và cái bo là nó sẽ giúp cho cái trái của chúng ta tăng cái hạt phấn à để thụ phấn đều à, thụ phấn giúp cái trái chúng ta nó thụ phấn và chính cái siêu giáp thì mình cũng nói thêm nè cái siêu giáp này nó giúp cho sáng trái và nó đẹp trái giúp cho trái chúng ta nó sáng hơn và nó căng tròn cái trái hơn đà đẹp trái hơn ở dưới góc thì chúng ta tưới cái bộ xô ở trên chúng ta phun cái uh, siêu canxi bo cộng với siêu amino sinh học cộng với siêu giáp flut thì chúng ta sẽ phun cái bộ ba này vào trái trực tiếp thì 400 lít nước chúng ta phun chúng ta pha liều lượng như nó chính là chúng ta phun vào trực tiếp vào trái nó không có tốn bao nhiều thuốc với bà con bảy bữa 10 bữa chúng ta phun một lần có thể chúng ta rút ngắn cái thời gian ra Năm bữa nếu như trời mưa nha bà con nha à, chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian thì cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con chúng ta một chút xíu về cái vấn đề là xe đen đây là cái bộ sản phẩm mà vừa nuôi trái là vừa giúp cho trái chúng ta ngăn ngừa sơ đen thì đây là cái bộ ba này siêu canxi bo siêu amino sinh học à, siêu giáp flut dễ à, vậy, vậy thôi bà con rồi bye bye bà con nha